được thành lập năm 1997. Công ty trách nhiệm hữu hạn nhà thép tiền chế Sambil Việt Nam là một liên doanh giữa tập đoàn đầu tư công nghiệp Sambil và tập đoàn Mitsui. Công ty đã cung cấp thành công hơn 6.000 nhà thép tại khu vực châu Á-Thái Bình Dương và đã trở thành một đối tác được tin cậy trong lĩnh vực nhà thép tiền chế và kết cấu thép. Các giải pháp nhà thép của Sambil Steel Việt Nam cực kỳ linh hoạt và được áp dụng trong nhiều ngành như công nghiệp, thương mại, tổ chức và giải trí. Sứ mệnh của Sambil Steel Việt Nam là trở thành nhà sản xuất cung cấp dịch vụ và giải pháp sáng tạo đáng tin cậy nhất trong lĩnh vực thép toàn cầu. Trong quá trình nỗ lực để đạt được sự xuất sắc, Sambil Steel Việt Nam đã nhận được nhiều giải thưởng và chứng nhận như ISO 9001, ISO 14001, OSHAS 18001, chứng nhận IESC của Viện Thép Kết Cấu Hoa Kỳ và S1 của Hiệp hội Thép Kết Cấu Singapore cùng các chứng nhận khác. Hệ thống văn phòng kinh doanh của Sambil Steel trải rộng khắp Đông Nam Á, Bangladesh và hơn 60 văn phòng đại diện trên toàn thế giới để cung cấp dịch vụ và tư vấn cho khách hàng bất kỳ khi nào cần thiết. Trụ sở chính của Sambil Steel Việt Nam đặt tại Hà Nội. Các nhà máy tiên tiến có tổng công suất lên tới 120.000 tấn nhà thép mỗi năm được đặt tại Hà Nội và Đồng Nai. Với vị trí chiến lược tại miền Bắc và miền Nam Việt Nam, Sambil Steel Việt Nam đáp ứng nhu cầu của khách hàng về cung nhà thép một cách nhanh chóng, giao hàng đúng hẹn và giảm thiểu các hạn chế về chuỗi cung ứng có thể phát sinh. Được thiết kế với các chức năng sản xuất hoàn chỉnh dưới một mái nhà, các thiết bị của Sambil Steel Việt Nam được tối ưu hóa cho việc sản xuất tại chỗ. Các tiết diện tổ hợp được cắt hàn đính và hàn tự động để tạo ra các thành phẩm chất lượng cao trong một khoảng thời gian ngắn với giá cả cạnh tranh. Ngoài ra, tất cả các kết cấu phụ trợ như xà gồ mái, xà gồ tường và thép góc đỡ tôn được dập nguội tại xưởng, sử dụng thép cuộn mạ trước, đảm bảo cho ra những thành phẩm chất lượng cao. Sambil Steel Việt Nam cũng vận hành một dây chuyền cán tấm lợp. Dây chuyền này không chỉ sản xuất các tấm mái và tấm tường chất lượng cao, mà còn hoàn thiện chuẩn xác các điểm nẹp máng nước, ống máng đứng, nẹp chắn nước và tất cả các phụ kiện khác liên quan đến tấm mái. Sambil Steel Việt Nam cung cấp hệ thống mái lợp Maxim chống thấm độc đáo như một giải pháp cho các tòa nhà cần đáp ứng các yêu cầu cao nhất về sức chịu đựng thời tiết. Maxim là một trong những hệ thống mái mối nối đứng có khả năng chống chịu thời tiết tốt và chắc chắn nhất trong ngành nhà thép tiền chế hiện nay. Sử dụng một mối nối 360 độ dọc theo chiều dài tấm tôn cùng hệ thống kẹp trượt đặc biệt giúp loại bỏ tác động nguy hại gây ra bởi chuyển động mái do nhiệt. Sự kết hợp này tạo ra một hệ thống mái lợp hoàn hảo, giảm thiểu khả năng rò rỉ nước và tốc mái do gió bão. Sambil Steel Việt Nam tự hào về khả năng cung cấp cho khách hàng một đội ngũ kỹ sư giàu kinh nghiệm. Để đạt được hiệu quả chi phí tối đa cho khách hàng, Sambil Steel Việt Nam sử dụng các phần mềm cập nhật để thiết kế và vẽ chi tiết mọi nhà thép. Các nhà thép tiền chế của Sambil Steel Việt Nam có thể xây dựng nhanh hơn so với các nhà thép truyền thống và đảm bảo hiệu quả về thời gian và ngân sách. Sử dụng các tiết diện thay đổi và tính toán giới hạn ứng suất, Sambil Steel Việt Nam tận dụng tối đa vật liệu để giảm khối lượng thiết kế đến 30% cho các tiết diện tiêu chuẩn chữ Y và chữ H trong các tòa nhà. Kinh nghiệm của Sambil Steel Việt Nam trong việc thiết kế nhà thép cũng đảm bảo rằng các sản phẩm được tạo ra có chất lượng cao, tiết kiệm và phù hợp với yêu cầu của khách hàng. Không chỉ vậy, Sambil Steel Việt Nam còn đem đến dịch vụ khách hàng tuyệt vời thông qua hệ thống giám đốc kỹ thuật khu vực. Với hơn 2 thập kỷ kinh nghiệm trong lĩnh vực thép kết cấu tại Trung Đông, Sambil Steel đã giới thiệu sản phẩm này sang Việt Nam vào năm 2008. Ngoài việc tận dụng phần mềm mới nhất cho thiết kế chi tiết và kết nối, việc chế tạo thép kết cấu của Sambil Steel Việt Nam cũng được kiểm soát bằng máy tính và thiết bị sản xuất tiên tiến hiện đại. Các giải pháp thép kết cấu của Sambil Steel Việt Nam có thể đem đến cho khách hàng một sự đầu tư ít rủi ro với các giải pháp xây dựng bền vững cho các khu liên hợp công nghiệp và thương mại có quy mô lớn. Không chỉ cung cấp theo đơn đặt hàng, Sambil Steel Việt Nam còn dự trữ hơn 8.000 tấn nguyên liệu thô tại chỗ, giúp làm giảm thời gian quay vòng được yêu cầu cho các dự án. Sau khi được phòng kiểm soát chất lượng nội bộ chứng nhận, nhà thép tiền chế và thép kết cấu được giao bằng xe tải hoặc được vận chuyển bằng các container 40 feet đến điểm giao cuối cùng của khách hàng. Các điều phối viên dự án của Sambil Steel Việt Nam
luôn có mặt để hỗ trợ, không chỉ trong việc nhận vật liệu tại chỗ, mà còn để giám sát việc lên kế hoạch và thực hiện hoàn chỉnh các quy trình để đảm bảo rằng nhà thép được lắp dựng theo các tiêu chuẩn chất lượng và an toàn quốc tế của Japan Steel. Từ các nhà kho, nhà máy, các phòng trưng bày đến khu liên hợp thể thao, công nghiệp và thương mại, Japan Steel Việt Nam cung cấp các giải pháp nhà thép nhanh chóng, hiệu quả, linh hoạt, toàn diện, vượt mong đợi của khách hàng về chất lượng và tính năng. Hơn 20 năm kinh nghiệm tại châu Á Thái Bình Dương, cung cấp hơn 6.000 dự án cho các khách hàng và được khách hàng hài lòng chính là bằng chứng cho sự xuất sắc của chúng tôi. Japan Steel Việt Nam là nhà cung cấp giải pháp nhà thép toàn diện tại Việt Nam và Đông Nam Á.